Kính chào chào, chào mừng chị đến với kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường kết thúc phiên với vận động tăng điểm, nhìn chung phiên của hôm nay và phiên dịch ngày hôm qua nó không khác nhau là mấy, khi đa phần những cái mã cổ phiếu của vận động tăng giảm nhẹ. So với các dòng thì có dòng cổ phiếu của chứng khoán nó giảm nhiều hơn một chút do liên quan đến tin tức về hệ thống KX nó không được đi vào go live như dự kiến. Nhưng nếu như anh chị em đang cầm những cái mã cổ phiếu chứng khoán mà không bị vi phạm gì thì anh chị em chúng ta nên tiếp tục nắm giữ, không nên bám theo yếu tố về tin tức, bởi vì cái tin tức nó chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn đối với xu thế của một cái mã cổ phiếu thôi. Còn về vận động thị trường ngày hôm nay có một trạng thái tăng điểm như vậy, em đánh giá đây là vận động rất là tốt. Tiếp, nó sẽ tạo cho anh chị em chúng ta những sự yên tâm trong những cái ngày nghỉ lễ sắp tới. Còn trong cái bối cảnh thị trường chúng ta đang giao dịch với vốn thấp hiện tại thì dòng tiền thể hiện những cái sự phân hóa rõ rệt hơn. Cái ngày hôm nay thì thị trường chúng ta mặc dù tăng 4,55 điểm, nhưng những cái mã cổ phiếu giảm điểm lại đang nhỉnh hơn một chút. Chúng ta có 227 mã giảm và chúng ta chỉ có khoảng 209 mã cổ phiếu tăng điểm thôi. Tức là thị trường đang đòi hỏi anh chị em chúng ta cần có những sự lựa chọn đúng đắn hơn về những cái mã cổ phiếu để chúng ta có thể kỳ vọng mang về cho mình những khoản lợi nhuận. Vậy thì sang tuần tiếp theo, sau kỳ nghỉ lễ thì anh chị em ta nên chú ý đến những nhóm ngành cổ phiếu nào và đâu là những cái cổ phiếu mạnh mà anh chị em chúng ta cần phải lưu ý để mua vào, chúng ta có thể kỳ vọng mang về cho mình những khoản lợi nhuận. Và kịch bản nào thị trường để anh chị em cho có thể mua một cách an toàn nhất thì bây giờ em và anh chị em ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích ngay về xu hướng thị trường sau phiên dịch của em này để anh chị em chúng ta có sự yên tâm và chúng ta sẽ chuẩn bị cho em cái kịch bản mua trong tuần dịch tới anh chị nhá. Thì trước khi đi vào phân tích những cái nhung đó thì rất mong anh chị đang xem video em, anh chị nhớ hao nỉ like cho em cái video ở đây anh chị nhá, và anh chị em cho có thể ấn vào phần đăng ký kênh nếu như anh chị em chúng ta mới biết đến kênh của em lần đầu tiên. Anh chị em ta cảm thấy cái phương pháp đầu tư của em phù hợp với anh chị em chúng ta và anh chị muốn nhận những cái khuyến nghị chi tiết trong tuần tới khi những cái mã cổ phiếu vào form, khi thị trường của chúng ta đạt tiêu chí mua thì anh chị em chúng ta có thể là tham gia vào cái dung khách hàng của em. Nếu như chị đã có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là TCBS, anh chị gắn đi của em, anh chị có thể là tham gia thêm tức là hội viên thu phí anh chị nhá. Và anh chị em chúng ta có nhu cầu tham gia để nhận những cái hỗ trợ về xu hướng thị trường này, hỗ trợ giải đáp những cái mã cổ phiếu, hoặc là có thể chia sẻ với anh chị em cho những cổ đầu tư thì anh chị cũng có thể tham gia vào dung cộng đồng của em. Thì em có đặt hai cái link dung cộng đồng, một em để bên dưới phần mô tả video đây, thì anh chị có thể nhìn thấy được hai link đây đấy em. Và một là em có ghi ở phần đầu tiên trên cái phần bình luận của em đấy, thì anh chị tham gia vào đó và chị nhập cho em cái mật khẩu là 123456, và anh chị em cho trả lời đúng câu thì em sẽ duyệt anh chị em tham gia vào dung anh chị nhá. Và chị có nhu cầu ứng cử nhân sự tại công ty chứng khoán VPS thì anh chị hãy xem cái video chi tiết trên cái kênh của em đăng đầu tiên đấy, và anh chị em chúng ta gì có thể xem cái chính sách hồng bên dưới. Và anh chị cảm thấy phù hợp thì em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta về cái team của em sẽ đào tạo anh chị em ta sắp tới anh chị nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích về cái xu hướng thị trường sau phiên dịch của hôm nay. Tại sao đánh giá là thị trường đang cho chúng ta những tín hiệu là tốt và chúng ta sẽ cần làm gì trong tuần tới anh chị ạ? Đầu tiên để chúng ta nhìn về mặt điểm số, thị trường ngày hôm nay có một trạng thái là tăng 4,55 điểm, tương tăng 0,38% đây. Cái điểm tốt chúng ta có thể nhìn thấy được một điểm tốt nhỏ, đó chính là khối lượng ngày hôm nay có một sự cải thiện hơn so với cái phiên giảm điểm ngày hôm qua. Tức là trong một cái phiên giảm điểm thị trường này có khối lượng thấp hơn, tức là lực cung ra ít hơn. Trong cái phiên tăng điểm thị trường có một cái dấu hiệu là cải thiện về thanh khoản, tức là những cái lực mua lại nhiều hơn. Tuy nhiên anh chị vẫn phải nhớ cho em đây, đây vẫn là một phiên có khối lượng thấp nhá. Đây vẫn là một phiên thị trường chúng ta có khối lượng thấp. Đấy, thì anh chị phải chú trong cái điều như vậy. Và khi mà chúng ta muốn thị trường tiếp tục xu hướng tăng điểm mạnh mẽ lên bên trên thì chúng ta không thể nào có một phiên liên tục là những phiên thanh khoản thấp được. Chúng ta cần chờ đợi, đó chính là một phiên có dòng tiền tham gia trở lại một cách mạnh mẽ để xác nhận cái xu hướng thị trường anh chị ạ. Và tất cả chúng ta đang chờ đợi điều đó và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi ở trong tuần dịch tới. Và hiện tại thị trường của chúng ta nó vẫn đang vận động tốt, bởi vì nó đang đi trong cái view mà chúng ta trao đổi trong những cái video trước, đó là thị trường sẽ tạo ra một cái biên đi ngang trong khoảng từ 3 phiên dịch trước khi chúng ta có một phiên xác nhận. Và đây là phiên thứ hai thị trường của chúng ta nó tạo ra một cái biên đi ngang ở đây rồi. Tức là sang tuần tiếp theo, thị trường của chúng ta có thể sẽ có ngay một cái phiên xác nhận bùng nổ để xác nhận vào sóng. Và anh chị em chúng ta gì? Phải chờ đó, phải chú ý cho em cái phiên dịch đó chị nhá. Còn nếu như sang tuần tiếp theo, tức là hai cái ngày chúng ta sẽ giao dịch ở sau ngày mùng 1 tháng 5, tức là chúng ta sẽ có phiên dịch của ngày mùng 2 tháng 5 và phiên dịch của ngày mùng 3 tháng 5. Thì trong hai phiên đó là rơi vào thứ 5 và thứ 6 tuần sau. Nếu như thị trường chúng ta tiếp tục không thể bứt phá được, thì chúng ta nên cẩn trọng hơn đối với thị trường. Bởi vì thị trường khi đi ngang quá lâu nó sẽ có những cái biến động không thực sự là tích cực anh chị nhá. Đấy thì kịch bản tốt nhất em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta ở tuần tới đó là phiên giao dịch ngay sau kỳ nghỉ lễ, là phiên giao dịch của ngày mùng 2 tháng 5, thị trường của chúng ta có thể là sẽ có một phiên test đỏ nhẹ trở lại. Đấy, có thể phiên test đỏ trở lại, sau đó thị trường sẽ xuất hiện cái phiên bùng nổ đó rơi vào phiên giao dịch của ngày nhá, rơi vào phiên giao dịch của ngày hôm thứ 6 tuần sau. Đấy, và cái phiên đó anh chị em chúng ta phải quan sát kỹ, và nếu như đúng chúng ta phải tham gia được ở thời điểm đó cho em anh chị nhá. Và tại vì sao lại vẽ kịch bản như vậy, bởi vì nó giống như ở đây chị, thị trường của chúng ta sau khi có một cái phiên xác nhận đấy, và sau khi một phiên xác nhận hồi phục lên thì nó sẽ có một phiên này chị, và phiên sau đó nhá, phiên ngày hôm nay giống như cái phiên này không ạ, đấy, phiên ngày hôm qua giống như phiên ngày mùng 3 tháng 1 này,
và phiên giao dịch của ngày hôm nay là giống như phiên giao dịch của ngày mùng 6/1, tức là có một trạng thái là tăng điểm, và phiên tuần sau có thể thị trường chúng ta sẽ có một trạng thái là test đỏ chạy một chút đó. Và sau đó thì nó sẽ có một phiên gì xác nhận đây, thì thị trường đây chị có thể nhìn thấy khá là giống đúng không ạ, khá tương đồng, tức là thị trường hiện tại đây chúng ta đang có một phiên gì ạ, chúng ta đang có một phiên trước lại này, ngày hôm qua là một phiên tăng lên bên trên này đấy, và một phiên là gì, có thể một phiên đỏ đây anh chị nhìn thấy chưa, cái phiên ngày mùng 7/1 thị trường của chúng ta tuần sau có để phiên đỏ, sau đó sẽ có một phiên xác nhận bật tăng lên bên trên và nó sẽ vượt qua cái vùng cản đấy nhé, nó vượt được qua cái vùng cản đây đó, cái vùng cản ở khoảng giá 1230 điểm đây đó, nó sẽ vượt lên bên trên với một phiên bật tăng mạnh này, giống như phiên đây chị anh chị thấy được cái phiên đó thị trường của chúng ta có cái mức tăng là khoảng 3,07%, thì cái phiên này thị trường của chúng ta cũng tăng khoảng 3,07%, tức là sẽ tăng được lên cái vùng giá đâu đó khoảng 1250 điểm bên trên, và nếu thị trường của chúng ta có thể lấy được lại vùng giá 1250 điểm ấy thì đó là một điều rất là tuyệt vời, và thị trường của chúng ta xác suất nó sẽ gì, xác nhận sẽ tiếp tục cái xuống tăng ở đoạn về sau rất là cao, và đó điều mà anh chị em chúng ta đang hết sức là chờ đợi anh chị nhá. Đấy thì anh chị hãy chú xem kịch bản tốt nhất là thị trường thứ năm tuần sau có thể sẽ tiếp tục là một phiên test đỏ trở lại giống như đây chị, một phiên test đỏ trở lại với cái vô gì, với cái vô nó phải tiếp tục thấp đấy, với vô tiếp tục thấp hơn ngày hôm nay, và gì, và sau đó là phiên giao dịch ngày thứ sáu sẽ có sự bùng nổ với thanh khoản rất là mạnh mẽ lên, thì phiên đó anh chị em ta sẽ là một phiên tham gia rất là tốt nhá. Đấy chị chú xem, có thể thứ năm sẽ test vào thứ sáu được chưa, đấy là cái kịch bản tốt anh chị em ta phải chú xem. Và cổ phiếu sao thì em đã chia sẻ với anh chị trong những video trước rồi, thì phần cuối video em sẽ chia sẻ tiếp tục lại với anh chị em ta để chúng ta sẽ chờ đợi kịch bản cho em nhá. Còn bây giờ em sẽ giải thích cho anh chị em chúng ta tại sao thị trường nếu như nó đi ngang quá lâu thì nó không tốt đấy, không tốt, và em sẽ chia sẻ với anh chị em ta một cái con số để anh chị em ta hãy lưu tâm cho em nhá. Đây là một con số rất hay trên thị trường của chúng ta mà anh chị để ý, sau cái con số đó mà thị trường không xuất hiện ấy, thì thường cái tỷ lệ thị trường của chúng ta sẽ có nhịp rũ rất là mạnh đấy, thì anh chị hãy nhớ cho em con số 7 nhá, anh chị hãy nhớ cho em con số 7 đấy, thì thông thường nếu như anh chị em chúng ta backtest trên thị trường thì thị trường nếu như có từ 7 phiên nỗ lực phục hồi đi lên mà nó không xuất hiện một cái phiên bùng ra thì sau đó thường xảy ra những nhịp rũ bỏ trở lại rất là mạnh và có thể là thủng đi cái vùng đáy trước đó đấy, có thể sẽ thủng đi cả vùng đáy trước đó anh chị nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là backtest trên cái dữ liệu thị trường đấy, anh chị em chúng ta sẽ nhìn thấy rõ điều đó để anh chị sẽ hiểu hơn được chưa. Còn cái việc chúng ta đến phiên phục hồi ra sao thì em đã hướng dẫn anh chị em ta rồi nhá, anh chị phải nhớ cho này, phiên phục hồi đầu tiên đấy là cái phiên thị trường trong một xu hướng giảm nó bắt đầu tăng điểm đầu tiên, thì đây là phiên phục hồi đầu tiên thị trường tăng đấy, và cái phiên phục hồi bị mất đi là khi cái vùng gì, cái vùng thấp nhất của phiên trước đó là nó bị mất đi, tức là cái vùng giá 1165 bị mất đi đã, thì cái phiên giao dịch của ngày 23/4 ấy nó chưa bị mất đi phiên đó, thì đây là phiên thứ hai này, phiên thứ ba là phiên thứ tư, và đây là phiên nỗ lực của thứ năm. Nếu như cái phiên giao dịch của ngày 23/4 mà thị trường của chúng ta nó bị thủng đi và mất đi cái vùng giá 1165 điểm này đấy, chị nhìn đó, phiên đó nó không mất nha, thì cái phiên này mới là gì, cái phiên này, cái phiên đây này, cái phiên giao dịch của ngày 24/4 mới là phiên phục hồi đầu tiên đấy, chị hiểu chưa? Thì cái phiên phục hồi đầu tiên của chúng ta là sẽ tính từ phiên giao dịch của ngày 22/4, bởi vì cái đáy thấp nhất của phiên giao dịch ngày 19/4 chưa bị phá bỏ đấy, chị em ta nhớ cho em nhé. Cái đó thì trong cái khóa học của em hướng dẫn cho anh chị rất là kỹ rồi, còn ở đây ở trên video thì em nói qua anh chị hiểu như vậy nhá. Thì bao giờ ấy, cái phiên phục hồi đầu tiên ấy, cái đáy trước ở phiên trước đó ấy, cái đáy thấp nhất nó không bị phá là ok. Thì đây chúng ta có phiên 1 này, phiên 2, phiên 3, phiên 4, phiên 5. Tức là chúng ta đã có 5 phiên rồi, thì chúng ta sẽ cần 2 phiên nữa để thị trường phải có sự tích cực. Thứ phải là đến 2 phiên tuần sau anh chị, là phiên thứ 5 và phiên thứ 6 tuần sau để chúng ta kỳ vọng vào một trạng thái bật tăng tích cực. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn về quá khứ để chị sẽ hiểu nhá. Anh chị hãy nhìn cho em đây. Có phải thị trường của chúng ta sẽ có gì? Nếu như trong một điều kiện tốt bao giờ sẽ có một phiên phục hồi này. Được chưa? Đây phiên phục hồi đầu tiên này, phiên thứ 2 này, phiên thứ 3 này, phiên thứ 4 này, phiên thứ 5 và xuất hiện ở phiên thứ 6. Đấy, trước phiên thứ 7 nhá, là ok anh chị nhá. Còn đây là kịch bản fail anh chị. Đây là kịch bản fail nhá. Sau khi thị trường của chúng ta có một trạng thái là giảm điểm xuống bên dưới, thì anh chị có thể nhìn thấy được, chúng ta sẽ đếm này. Đấy, chúng ta sẽ đếm nhá. Bắt đầu đây phiên thứ nhất phục hồi này, phiên thứ 2 này, phiên thứ 3 này, phiên thứ 4 này, phiên thứ 5, phiên thứ 6 và phiên thứ 7. Sau phiên thứ 7, nếu như thị trường của chúng ta không bật tăng mạnh mẽ lên bên trên thì anh chị có thể nhìn thấy được nó sẽ bắt đầu xuất hiện những cái trạng thái gì, giảm điểm mạnh lên dưới. Đấy là cái đầu tiên này nhá, đấy phiên thứ 7 được chưa? Đấy, còn những cái lần thậm chí nó chỉ xuất hiện 1 này, 2 3 4 phiên đã giảm này. Thậm chí là 1 2 3 4. Đấy, nhưng anh chị biết được cái sự khác nhau ở cái những cái lần tạo ra cái phiên thứ tư bị giảm đó là gì không ạ? Là nó không bứt thoát được bên lên bên trên này. Đấy, cái điều này anh chị em ta sẽ nghiên cứu chạy đấy. Nó không bứt thoát được lên bên trên cái nền giá đây thì nó chỉ đến phiên thứ tư là nó sẽ xuất hiện những cái xu hướng giảm rồi. Đấy, còn thị trường hiện tại của chúng ta nó giống như đây chị ạ. Nó giống như những phiên này là nó bứt thoát ra được khỏi vùng cân bằng đây và nó đi lên bên trên thì chúng ta sẽ chờ đợi phiên thứ 7. Hiện tại thị trường của chúng ta cũng như vậy đúng không ạ? Là thị trường của chúng ta nó tạo ra được một cái vùng cân bằng đây và sau đó nó bứt thoát lên bên trên thì chúng ta mới tính phiên thứ 7. Anh chị hiểu chưa? Đấy, em muốn chia sẻ với anh chị em ta rất là kỹ cách chúng ta áp dụng làm sao
để nó đúng nhất nhá. Đấy, anh chị nhìn thấy đây vùng tích lũy này, bật tăng lên thì chúng ta sẽ tính đến phiên thứ bảy. Còn khi mà đi ở vùng ngang này, thường nó sẽ có khoảng 4 đến 5 phiên thôi. Và nếu thị trường ngày hôm 24 tháng 4 mà nó không bật được qua thì rất dễ cái vùng này đi ngang là rất dễ bị rơi xuống sau phiên thứ tư nhá. Đấy, chúng ta sẽ thấy những con số rất là hay. Đấy, chị em có thể nhìn thấy không ạ? Đấy, khi nó chưa bứt thoát được lên bên trên nó sẽ đến phiên thứ tư, phiên thứ năm nó sẽ giảm đúng không ạ? Khi nó chưa bứt thoát được 1 2 3 4 đấy 4 phiên nó sẽ giảm đúng không ạ? Nhưng khi nó bứt thoát được lên bên trên cái vùng cân bằng nó rồi thì nó sẽ tính đến phiên thứ mấy ạ? Nó sẽ tính đến phiên thứ 7 chị em. Tính đến phiên thứ 7. Đấy là con số rất hay và thị trường của chúng ta sẽ là phiên thứ 7 để chúng ta phải lưu ý, tức là hết tuần sau thị trường cần phải có sự tích cực ngay. Nếu không thì rất dễ thị trường sẽ có những cái gì? Sẽ có những cái cú rút bỏ này, và thường những cái cú rút bỏ ấy nó sẽ bị thủng đi vùng đáy trước đó để nó gì? Tiếp tục cái xuống giảm nhá. Lưu ý trong điều đó rất là quan trọng đấy chị nhá. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp về những con số 7 trước đây. Đấy chị đã thấy được nhá. À, tại vì sao thị trường chúng ta khi đến phiên số 7 nó không muốn tăng, nó sẽ fail đây. Anh chị nhìn về quá khứ cho em đây. Thị trường nếu muốn thành công ạ, đây là phiên đầu tiên này. Được chưa? Phiên thứ 2 này, phiên thứ 3 này, phiên thứ 4 này, phiên thứ 5 này, phiên thứ 6 và phiên thứ 7. Sau phiên thứ 7 phải có phiên xác nhận xu hướng thì nó mới tăng được. Anh chị nhá. Nếu như không xác nhận là rất dễ sẽ bị fail. Đấy, sau phiên thứ 7 chúng ta phải cẩn trọng cho em. Tiếp theo đây chị nhìn thấy những cái lần fail này, anh chị sẽ đếm cho em này những con số rất hay. Đây. Chúng ta sẽ đếm những lần fail khi thị trường đến con số 7 nhá. Đây là phiên phục hồi đầu tiên anh chị nhá. Đây phiên thứ 2 này, phiên thứ 3 này, phiên thứ 4, phiên thứ 5, phiên thứ 6 và phiên thứ 7. Sau phiên thứ 7 mà nó không xác nhận lên nhá, cắm đầu xuống, phá đáy. Anh chị chưa? Phá đáy bắt đầu đếm lại chị ạ. Này phiên thứ nhất này, phiên thứ 2 này, phiên thứ 3 này, phiên thứ 4 này, phiên thứ 5, phiên thứ 6 và phiên thứ 7. Sau phiên thứ 7 nó không có tín hiệu xác nhận bật tăng lên bên trên thì sao? Bắt đầu cắm đầu xuống chưa? Anh chị nhìn thấy cái điều đó chưa? Thì đấy em muốn đang chia sẻ với anh chị em chúng ta là cái con số 7 là một cái con số mà anh chị em chúng ta phải chú ý thật là kỹ cho em nhá. Chú ý thật là kỹ cho em. Ở trong lần tiếp theo, tức là chúng ta sẽ có cái thời hạn là đến thứ 5 hoặc thứ 6 lần sau, thị trường cần có sự tích cực, còn sau phiên đó ấy, thì có thể thị trường cho đi ngang quá lâu, nó sẽ có cái rủi ro điều chỉnh cao hơn. Đấy, và chúng ta phải lưu ý cái điều đó. Lưu ý cái điều đó cho em để anh chị em chúng ta có sự chuẩn bị nhá. Bởi vì thị trường cho hiện tại nó vẫn đang chỉ đạt được cái điều kiện cần mà chúng ta cần, đó chính là gì ạ? Thị trường đi ngang ở đây với cái vô kiệt dập thì nó đang làm được câu chuyện đó rồi. Nhưng nó phải bật tăng lên bên trên đúng không ạ? Và nó phải bật tăng sớm cho em. Chứ nó không thể đi ngang mãi đây, anh chị biết vì sao đi ngang mãi đây nó phải xuống ạ? Bởi vì khi nó đi ngang quá lâu đây, nó sẽ tạo ra một cái vùng mua cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì khi nó tạo được cái vùng mua nhỏ lẻ quá là nhiều, nó không bật tăng lên ngay lên bên trên ấy, nó sẽ phải rũ bỏ để những cái nhà đầu tư mua đây này phải bán hết ra cho nó. Anh chị hiểu chưa? Và bao giờ nó phải rũ thủng đáy, vì sao? Bởi vì nó sẽ phải gì? Cho nhà đầu tư mà đu bên trên phải sợ bán ra, những nhà đầu tư bắt đáy đây sẽ phải bán ra. Tức là vùng đáy đây sẽ bị vô hiệu hóa. Đấy, và nó sẽ phải tạo vùng đáy mới đó, tiếp tục đến. Anh chị hiểu chưa? Đấy là cái điều mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta là vì sao chúng ta phải có con số 7 như vậy, và chúng ta bắt test thị trường nó đã xảy ra rất là nhiều lần rồi. Chứ chúng ta gì? Chứ chúng ta không phải là chúng ta ngồi suy đoán, đúng không anh chị? Đấy, thì em hy vọng những cái kiến thức đó để anh chị em chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chuẩn bị đến cái phiên giao dịch đó mà nó không có tín hiệu gì tốt, đúng không chị? Bắt đầu quay đầu, bắt đầu có dấu hiệu quay đầu giảm thôi. Đấy, anh chị em ta sẽ gì? Bắt đầu hạ bớt tỷ trọng những cái mã cổ phiếu anh chị em chúng ta ra. Đấy, chúng ta sẽ đề phòng vào một nhịp giảm rút bỏ thủng đi vùng đáy nhá. Nhớ cho em cái điều như vậy. Đấy, thì tuần sau thị trường của chúng ta cần phải bật tăng. Thật là sớm, càng sớm càng tốt, bởi vì anh chị hiểu được rằng nhá, nó chỉ cần giảm đỏ ở đây một chút này, thứ sáu nó kéo tăng ngay, thì rất nhiều nhà đầu tư vẫn đang đứng bên ngoài trường không dám mua đâu, chị nhá, không dám mua đâu, và chỉ có những nhà đầu tư mà chấp được thời cơ người ta mới dám mua đây. Đấy, còn nếu như đi ngang quá lâu là ông ạ thấy thị trường đi ngang lâu rồi tốt thế vốn siết đó rồi mua à, thì rất dễ sẽ úp bồ cho anh chị em chúng ta nhá. Đấy, thì anh chị em ta phải nhớ cái mốc đó cho em, gần cái ngày đó không có sự biến đổi về chất gì cả, chúng ta phải bắt đầu thoát ra cho em nhá. Đặc biệt khi có những cái tín hiệu bắt đầu quay đầu là chúng ta sẽ phải gì? Thoát ra, phải thoát ra một cách quyết liệt cho em anh chị nhá. Đấy, nên với anh chị em chúng ta có ý định mua thì chúng ta hãy giới hạn tỷ trọng cho em. Em vẫn nhắc với anh chị em ta cái tỷ trọng rất là quan trọng. Thì anh chị em đi vốn ra sao là quan trọng, hãy giới hạn cho em cái tỷ trọng anh chị em chúng ta chỉ tham gia khoảng từ 30% cho em thôi, để anh chị em ta sẽ dễ dàng xử lý nếu như thị trường có những biến động anh chị nhá. Và chia ra làm các phiên cho em, ví dụ anh chị em ta đi được tỷ trọng ngày hôm qua 10% rồi, ngày hôm chị lấy được 10% rồi, đến phiên giao dịch của ngày hôm thứ năm tuần sau chị lấy tiếp 10% được ạ. Đấy là chúng ta có 30% thì không lấy nữa chị nhá. Tuyệt đối không được mua thêm bất kỳ một cái mã cổ phiếu nào nữa, chỉ duy trì như vậy thôi. Còn 70% còn lại đợi cho tín hiệu bùng lên trên chị có thể tham gia, anh chị có thể mua đủ, hoặc anh chị có thể gia tăng lên 60-70% và anh chị đợi điểm test trở lại anh chị sẽ mua tiếp cái phần còn lại nhá. Chứ chúng ta tuyệt đối không được mua ở vùng nền đây là mua full tỷ trọng, bởi vì nếu như không may nó quay đầu giảm đây là chúng ta sẽ bị kẹt hàng, được chưa? Đấy, anh chị nhớ trong cái bài toán như vậy nhá, bài toán đi vốn nó quan trọng lắm, anh chị em ta phải tuân thủ cái nguyên tắc đó cho em thì chúng ta mới có sự an toàn về cách chúng ta đi vốn. Đấy, thì đó là cái điều mà em muốn chia sẻ với anh chị em cho, và đó là lý do vì sao chúng ta phải chú ý đến con số 7 cho em, được chưa? Đấy, thì em rất là hy vọng nhá, em rất hy vọng tuần sau nó sẽ test lại đúng cái kỳ đỏ đây chị, test lại đúng vào mùng giá 1203 điểm thôi. Đấy, tức là tuần sau anh chị có thể nhìn thấy được là thị trường của chúng ta nó sẽ test về cái cây đầu tiên này, cây đỏ đầu tiên đây, đấy, test về đây, và cái vol tuần sau nó sẽ thấp trở lại,
Thì sau đó thì em hy vọng nhé chị em, hy vọng nó sẽ có một phiên xác nhận ở phiên thứ 6. Thì đó là phiên là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng với nhau anh chị nhá. Vì chúng ta có thể là chúng ta đang chuẩn bị cho một cái kịch bản tốt rồi. Bởi vì bây giờ trên nhiều kênh người ta cũng đang hô thị trường của chúng ta có thể sập, thị trường chúng ta có thể giảm mạnh. Đó, nhưng mà chúng ta có thể đang đi ngược với rất là nhiều những người ta đang suy nghĩ như vậy, thì hy vọng là chúng ta sẽ có cái điều tích cực thị trường anh nhá. Khi mà ai người ta cũng hô đáy hô vẫn còn sập tiếp, hô có thể giảm mạnh ở nhịp số 3 thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ chuẩn bị nhá. Tất nhiên là chúng ta vẫn đang là 50-50 thôi. Thì anh chị em chúng ta gì? Chúng ta cũng không quá là tự tin, nhưng chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. Đấy, chúng ta có sự chuẩn bị thì chúng ta mới có thể thành công được anh chị ạ. Đấy, bởi vì cái chỉ số VN30 chị có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, chỉ số VN30 là có điều tốt đấy, là sau khi nó bị gãy đi cái vùng nền giá này, nó bắt đầu nó gì? Nó lấy được lại vùng nền giá rồi. Lấy lại rồi chị em. Tất nhiên nó cần phải có một phiên xác nhận nữa để xác nhận một cái xu hướng lên. Đấy, nó chỉ cần xác nhận lên bên trên thôi. Là cái điểm đây chúng ta sẽ gọi điểm gì anh chị biết không? Ở đây chúng ta sẽ gọi điểm spring ở đây. Đấy, điểm spring đây. Và sau điểm spring đây nó sẽ bước vào nhịp sóng tăng ngay chứ ạ. Nó sẽ tăng ngay đấy. Nếu như thị trường của chúng ta mà xác nhận đây là điểm rút bỏ này, nó sẽ tăng rất là mạnh nhá. Đấy, và chúng ta phải gì? Phải chú ý nhá chị nhá. Bởi vì chỉ số VN30 nó đã tạm thời lấy được cái vùng nền tảng giá lại đây rồi. Anh chị nhìn chưa? Nó lấy rồi, trong khi VN-Index thì chưa, thì thị trường cũng sẽ cần một cái phiên xác nhận như vậy. Đấy, cái phiên sau thị trường của chúng ta chỉ cần có một phiên xác nhận kéo lên bên trên này thôi là sẽ ok, là lấy được vùng nền giá và sẽ có cái chu kỳ tăng đúng không ạ? Đấy, chỉ số VN30F1M anh chị có thể nhận thấy được nó cũng đang gì? Lấy được cái vùng nền tảng giá đây rồi, thì nó đang phải rung lắc lên một chút để nó gì? Rút bỏ bớt những nhà đầu tư đây, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ kỳ vọng nhá. Thì chúng ta sẽ chờ tuần tiếp theo, thì em hy vọng, rất là hy vọng vào tuần tiếp theo chúng ta sẽ có thể là có một tín hiệu tốt. Đấy, thì những cái nhóm ngành cổ phiếu nào anh chị em có thể chú ý trong tuần tới anh chị ạ? Những cái nhóm ngành cổ phiếu ra sao, những cái mã cổ phiếu là mạnh mà anh chị em có thể chú ý được, thì anh chị cứ chú ý cho em. Đầu tiên ấy, là những cái mã cổ phiếu nào trong phiên ngày hôm nay nó không giảm, hoặc là nó giảm ít, hoặc là chỉ loanh quanh năm chiếu thôi, thì đấy những cái mã cổ phiếu mạnh hơn so với những cái mã cổ phiếu khác cùng dòng, thì anh chị em chúng ta cần chú ý cho em, và nó phải giữ giá được phần bên trên anh chị nhá. Ví dụ chúng ta sẽ đến đầu tiên là cổ phiếu có DLC trong ngành cổ phiếu của phân hóa chất, anh chị có thể thấy không ạ? Mặc dù ngày hôm nay thị trường chúng ta có cái sự rung lắc đấy, và đa phần kéo những mã cổ phiếu trụ, nhưng mà con DLC nó tăng 2,33%, và anh chị có thể thấy được không? Nó đã chính thức là gì? Lấy được lại vùng nền tảng giá đây rồi, và nếu như con cổ phiếu DLC trong những cái phiên giao dịch tiếp theo nó có cái vận động là test trở lại đây một chút với cái vol nó kiệt đi nhé chị em, với cái vol kiệt đi thì sau đó có thể sẽ xác nhận bật tăng lên bên trên khá là cao. Và cái cách đánh con DLC nó khá là giống con cổ phiếu FLT trước đây. Đấy, giống như con FLT đây chị. Cái phiên ngày hôm nay con cổ phiếu DLC nó khá là giống con cổ phiếu của FLT trong cái phiên giao dịch của ngày hôm 24 tháng 4. Đấy, khi mà nó có một phiên xác nhận vượt cái nền tảng giá với dòng tiền mồi vào này, ngày hôm qua là phiên chứng lại đầu tiên này. Đấy, vô nhỏ là ngày hôm nay là phiên vượt thoát lên bên trên, và con DLC ngày hôm nay nó cũng làm được cái điều tương tự như vậy chị em. Là gì? Là nó có một phiên là gì ạ? Vượt thoát lên bên trên này với dòng tiền ngày hôm qua chứng lại một chút này. Ngày hôm nay nó có phiên là gì? Mồi dòng tiền tiếp tục vào, bắt đầu vượt thoát lên bên trên. Đấy, và trong vài phiên tới chỉ cần tích như đây thì có thể là sẽ có một cái phiên đánh ít nhất là về vùng đỉnh cũ vùng giá khoảng 129-130 bên trên nhá. Đấy, thì nó khá là giống con cổ phiếu FLT đây, nên xem chúng ta hãy chú ý xem cái cách vận động con DLC trong cái phiên sắp tới chị nhá. Có thể thị trường của chúng ta tuần sau nó cũng chỉ đỏ lại một chút đây chị, nó có thể đỏ lại một chút đây. Đấy, sau đó thị trường nếu như con cổ phiếu con DLC hay là thị trường có một phiên là xác nhận bùng ra đấy, thì con DLC có thể sẽ tiếp tục cái hành trình của nó, và khi đó nó xác nhận cái điều gì anh chị ạ? Nó sẽ xác nhận để vượt qua cái kênh cản chéo đây trên này. Đấy, và khi nó vượt qua kênh cản chéo đây thì nó sẽ có thể sẽ đánh vượt đỉnh đây, nó sẽ chạy rất là nhanh, bởi vì nó đã có cái điểm rút bỏ đây anh chị. Nó điểm rút bỏ đây rồi. Anh chị nhìn nhá. Khi mà cổ phiếu nó có điểm rút bỏ ấy, khi cổ phiếu có điểm rút bỏ khỏi nền giá này, nó sẽ chạy này. Đấy, khi mà con DLC nó có điểm rút bỏ khỏi nền giá ấy, nó vòng lên nó sẽ chạy nhá. Nó sẽ chạy như ma đuổi. Đấy anh chị em ta phải chú ý cho em. Cái cách đánh con DLC trong cái phiên sắp tới anh chị ạ. Đấy. DLC thì em có bảo anh chị khách hàng của em lấy ngày hôm qua rồi, lấy phim phiên ATC rồi, ngày mai cũng tăng, và ngày hôm nay cũng bảo anh chị là gia tăng thêm cái phần bằng ngày hôm qua. Đấy, tức là chúng ta sẽ mua gia tăng từng phần, và em chia sẻ với anh chị em ta ra sao thì em bảo anh chị em trong cái dung khách hàng của em đánh như vậy anh chị ạ. Đấy, thì chúng ta cứ đi gia tăng từng phần là sẽ an toàn đúng không? Ngày hôm qua chúng ta mua 10%, ngày mai tăng 2,33%, rồi chúng ta mua gia tăng thêm một chút thì có thể là chúng ta mua gia tăng ở giá bên trên này thì chúng ta vẫn có cái phần lãi ngày hôm qua. Ngày hôm nay con gì chúng ta mua vào chúng ta gì có 10% đấy, tuần sau nếu như nó test trở lại ổn chúng ta mua gia tăng 10% nữa này chúng ta có 30% rồi, và khi nó chỉ cần có một điểm vượt thoát khỏi cái vùng này đây chúng ta sẽ gia tăng, có thể gia tăng lên 50-60%, ok đúng không ạ? Và sau chúng ta đợi một điểm test ở đây chúng ta mua tiếp vào để đủ hàng, tức là chúng ta sẽ đi vốn từng phần cho em. Nếu như em ta chưa có kỹ năng thì chúng ta cứ đi từng phần như vậy cho em là sẽ có sự an toàn, và anh chị phải chọn được những cái mã cổ phiếu khỏe đấy chị nhá. Đấy thì trong dòng hóa chất ấy em thấy được con cổ phiếu DLC khá là khỏe, hay là con cổ phiếu con cổ phiếu CFV. Đấy, CFV anh chị chúng ta cũng để chú cho em nhá. Trong nhóm hóa chất thì em thấy được hai con cổ phiếu là, một là gì? DLC,
hai là CSV đang có form tương đối đẹp khi mà cái mã cổ phiếu con CSV nó có một trình giảm xuống bên dưới, về nền tảng giá bên dưới nó đang có trình cân bằng, đang vòng lên bên trên rồi. Và nếu như sang tuần tiếp theo mà con cổ phiếu con CSV nó chỉ cần vượt thoát lên bên trên thôi anh chị, nó vượt thoát lên bên trên thôi đấy, vượt ra khỏi cái vùng nền tích lũy đây đấy, nếu như sang tuần mà con cổ phiếu con CSV chị nhá nó vượt này đấy, nó vượt lên bên trên cái vùng giá là vùng giá khoảng 60.7 đây đấy, nó vượt lên vùng giá khoảng 60.7 đây đấy, thì khi đó anh chị em chúng ta sẽ gì, chúng ta có thể tham gia được đối mã cổ phiếu CSV, bởi vì nó có quá trình là gì, tạo ra nền giá này. Đây cái mô hình con cổ phiếu con CSV rất đẹp là gì, tạo ra nền giá này, đi lên này chị này, rũ bỏ xuống bên dưới này, rũ bỏ hết chưa, và gì, cân bằng này, cân bằng xong và nhịp này nó chỉ cần tăng lên thôi chị ạ, là nó sẽ bứt tốc ở đây đấy, bởi vì nó có quá trình là gì, tích lũy tạo lên này, tăng lên này, rũ bỏ rồi cân bằng và phi đấy. Thì DGC và CSV là hai con cổ phiếu mà anh chị em cho chú xem, và CSV chỉ cần vượt lên vùng giá khoảng 60.7 nhá, à, cái vùng giá anh chị em ta có thể tham gia được. Anh chị nhìn con cổ phiếu con này rất giống con TCM anh chị, giống như con TCM này anh chị. Đấy anh chị em ta sẽ nhìn ra cái vận động của con cổ phiếu con CSV để chúng ta sẽ không bỏ qua điểm nó chị nhá. Đây chị nhìn thấy giống đây không ạ? Sau khi nó có quá trình là tăng lên này, đấy có một quá trình tăng lên này, nó có quá trình là gì, rũ bỏ lại này. Sau khi rũ bỏ xong nó cân bằng rồi này, sau khi cân bằng xong là gì, nó phi này, anh chị nhìn chưa? Đấy sau khi cân bằng xong nó phi rất là nhanh, nó không cho chúng ta cơ đuổi đâu. Cả DLC trước đây nó đã từng làm cái câu chuyện đó rồi anh chị nhá, nó đã từng làm câu chuyện đó ở những cái chu kỳ trước rồi. Và con xe con cổ phiếu con đây giống như đây chị này, sau khi con cổ phiếu con CSV đúng không ạ, tạo ra vùng này này, tăng lên bên trên này, rũ bỏ xuống bên dưới này, sau khi cân bằng xong anh chị nhá, sau khi cân bằng xong này đấy, nó sẽ chặn nhá. Đấy ở đây cũng như vậy anh chị này. Đấy chị có thể thấy được là trong các cái chu kỳ nó đều làm như vậy rồi, chẳng như trong quá trình đi lên này, cổ phiếu sẽ rũ xuống này, rũ xuống cân bằng xong này đấy, sau khi cân bằng xong nó sẽ gì, sẽ có quá trình tăng tốc. Và hiện tại con cổ phiếu CSV nó cũng đang như vậy chị nhá, nó cũng đang như vậy đấy, nó có quá trình là gì, tăng lên là rũ bỏ này, cân bằng, sau quá trình cân bằng đây mà thành công nhá, anh chị nhìn thấy cái vô đầu kia chưa? Đấy thì nó sẽ chạy rất là nhanh nhá, anh chị chú ý. Đấy, ngày hôm nay em không chia sẻ với anh chị nhóm ngành chứng khoán trước nữa, mà em chia sẻ với anh chị em ta những cái nhóm ngành cổ phiếu khác để anh chị em ta có thể chú ý. Và đây là những cái mã cổ phiếu mạnh anh chị ạ. Ngày mai chị thấy không, thị trường giảm, thị trường có rung lắc, nhiều cổ phiếu giảm nhưng mà gì, nó vẫn tăng 0,89%, DGC vẫn tăng 2,33%. Thì chúng ta phải chú ý những cái mã cổ phiếu như vậy, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm ngành cổ phiếu của thép. Nhóm cổ phiếu của thép thì anh chị hãy chú ý trong cổ phiếu VGS nhá. VGS ở đây đang có quá trình là cân bằng đủ 3 phiên rồi anh chị. Đấy thì đây là một tín hiệu tương đối là tốt anh chị ạ. Đây là một phiên này, sau đó giảm này, rũ này với vùng thấp này. Đấy, rũ cây đây mà vùng thấp nhá. Thì đây là phiên gì? Phục hồi này. Đấy phiên test trở lại này. Và phiên phục hồi này đang tạo ra một cái vùng tảng giá và vô năng kia dần rồi. Đối với mã cổ phiếu VGS, có thể sang tuần tiếp theo nó sẽ có một trạng thái như này anh chị. Đấy, có một trạng thái là test đỏ trái lên một chút. Đấy, và sau đó có thể sẽ có một phiên là xác nhận và nó chỉ cần vượt lên lại bên trên vùng giá khoảng 25.5 25.6 đây thôi là thời điểm anh chị em ta có thể là tiếp tục gia tăng được anh chị nhá. Còn anh chị em ta muốn mua trước ở vùng nền tảng giá đây thì anh chị em ta chấp nhận rủi ro cao một chút, và anh chị chỉ lấy tối đa cho em khoảng 30% thôi, không được lấy nhiều nhá. Và nếu như nó không may có tín hiệu là gì giảm và thủng đi vùng hỗ trợ vùng giá khoảng 23 đây, chúng ta phải bán. Anh chị phải tuyệt đối tuân thủ cái nguyên tắc của các lỗ cho em nhá. Tức là chúng ta mua 30% thì chúng ta có thiệt hại thì không thiệt hại quá nhiều đâu. Đấy nhưng mà anh chị em ta đúng thì chúng ta sẽ tự tin gia tăng ở những phần phía sau. Đấy chứ chúng ta không thể chắc chắn được 100% là chúng ta gì, là chúng ta sẽ mua đây và chúng ta sẽ có ăn hoàn toàn. Còn nếu như anh chị em ta muốn an toàn đúng không chị, anh chị em ta không muốn mua sớm, đợi nó vượt thoát lên bên trên vùng giá khoảng 25.5 25.6 anh chị em ta mua tất cả cho em. Đấy anh chị em ta muốn đánh kiểu xác nhận đúng không ạ? Đấy thì anh chị em ta chú ý. Nhưng đây là cái mã cổ phiếu em thấy được nó khỏe nhất trong cổ phiếu của thép, khi mà cái mức độ giảm nó cũng giảm tương đối ít chứ nó không giảm quá là nhiều anh chị nhá. Đấy nó đang có trình cân bằng trở lại tương đối tốt, đang vào cung lên bên trên rồi, thì hy vọng sang tuần nó sẽ có trạng thái bật tăng tích cực nhá chị nhá. Vậy VGF hay là mã cổ phiếu con Nam Kim. Đấy Nam Kim thì chúng ta có thể nhìn thấy được nó có một quá trình là cân bằng đây thôi chị nhá, đang có một quá trình cân bằng đây thôi. Thì đối mã cổ phiếu con Nam Kim đấy chị có thể thấy được là nó đang có một phiên hồi này, hai phiên hồi, thì có thể sang tuần tiếp theo này nó sẽ về đây lớp gác vùng giá khoảng 21.2 chị. Đấy sau đó có thể phiên sau sẽ bắt đầu vòng cung lên bên trên, thì khi nó có cái điểm vòng ở lần thứ ba mà nó chỉ cần vượt lên bên trên vùng giá khoảng 22.3 22.4 này, anh chị em chúng ta có thể là tham gia được đối với cái mã cổ phiếu con Nam Kim được nhé chị nhá. Đấy thì có thể sang tuần nó sẽ có cái vận động là gì, sẽ có vận động là gì, tạo vùng cân bằng đây, sau đó nó sẽ có trạng thái bật tăng nhá. Đấy chị hãy chú ý cho em xem nó có làm được cái câu chuyện là về đây lớp gáp ở cái vùng giá khoảng 21.2, sau đó nó gì, nó về đây lớp gáp này, sau đó rút chân ngay ấy, thì cũng được nhá. Đấy chị chỉ cần chờ em một tín hiệu nó vượt qua thì anh chị em chúng ta có thể là mua được. Đấy thì anh chị hãy chú ý cho em nhá, phải đợi cho em cái tín hiệu như vậy, và khi đó thị trường của chúng ta nó cũng sẽ xác nhận một cái phiên bùng ra được anh chị ạ. Đấy dòng cổ phiếu của thép anh chị nhá. Báo lệnh đấy chị hãy chú ý cho em con DGWK. DGWK là con cổ phiếu mà rất là ổn anh chị nhá. Đấy DGWK là con cổ phiếu rất là ổn. Và cách vận động con DGWK ấy nó khá là giống con cổ phiếu FTS trên đây.
Tức là sau khi nó có quá trình hồi phục từ đáy này, nó có một phiên đỏ ngày hôm qua này, phiên ngày hôm nay nó xanh ngay trở lại, tăng 1,22%. Và phiên giao dịch của ngày thứ hai mà nó tiếp tục có một trạng thái là xanh nhẹ đây, hoặc là tham chiếu đây này. Đấy, thì có thể phiên sau đó sẽ xác nhận. Đấy, còn nếu anh chị ta muốn mua sớm này thì anh chị có thể mua canh quanh cái vùng giá khoảng 58.x59. Đấy, mua trước khoảng 10 đến 30% mua trước đó nhá. Và sau này nó có một tín hiệu là bật tăng lên bên trên và nó vượt được lên bên trên vùng giá khoảng 61 rồi. Thì anh chị em có thể tiếp tục gia tăng đối với cái mã cổ phiếu con DGV kép được cho em nhá. Nó khá là giống cái con FLT này, anh chị nhìn cái cách vận động thôi. Tăng lên lại đỏ một phiên này, xanh một phiên này, tuần sau xanh nhẹ tiếp rồi thì rất dễ sẽ đánh. Nó giống như cái cách vận động con cổ phiếu FTS trên đây. Đấy, FTS trên đây chị nhá. Nó giống như đây chị. Đấy, sau khi nó có một cái phiên gì? Có một phiên là đỏ đầu tiên này, phiên sau nó sẽ xanh trở lại này. Phiên sau tiếp tục xanh này thì cái phiên sau đó có thể sẽ là một cái phiên đánh của nó. Đấy, một phiên đánh. Và sau cái phiên đánh đó thì nó gì? Nó sẽ có những cái chu kỳ tăng giá tiếp theo. Đấy, nên anh chị em ta chú ý xem con cổ phiếu con DGV kép nhá. Em thấy nó cũng tương đối là ổn đấy. Thì anh chị em ta chú ý xem. Và khi nó vượt lên bên trên đó thì nó cũng đồng thời sẽ vượt qua cái kênh cản chéo đây chị. Đấy, sẽ vượt qua cái kênh cản chéo đây. Đấy, nó có cái kênh cản chéo đây. Nhá, thế anh chị em ta chú ý xem con cổ phiếu DGV kép trong tuần tới tiếp theo. Đó là nhóm ngành thứ ba mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm ngành cổ phiếu của bất động sản. Bất động sản thì chúng ta thấy được con cổ phiếu TCH vẫn là cái con cổ phiếu mà em đánh giá nó khá là khỏe chị em. Nó khá là khỏe so với cái dòng của nó, chị có thể nhìn thấy được là mặc dù thị trường ngày hôm nay nó gì? Nó có một trạng thái là giao dịch nhưng mà nó gì? Vẫn đang tăng xanh ở đây. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một cái vận động khá là tốt đối với mã cổ phiếu con TCH. Thì TCH chúng ta có thể nhìn thấy được là nó đã có cái phiên thứ hai tăng liên tiếp ở đây. Đấy, sau một cái phiên tăng tím đây. Tức là nó chấp nhận cho những cái ông mà mua trần đây về vẫn còn. Thì đây chứng tỏ một con cổ phiếu rất là khỏe đúng không chị? Đấy, thì đối với mã cổ phiếu TCH thì có thể trong cái phiên giao dịch tiếp theo ấy, nó sẽ có cái vận động là sẽ test trở lại một chút, có thể sang thứ hai nó sẽ test trở lại vùng giá khoảng 15.8 một chút. Thì sau đó có thể sẽ có một nhịp đánh lên bên trên. Đấy, nhất là sẽ quay về vùng giá khoảng 17 bên trên. Anh chị nhá. Đấy, con cổ phiếu con TCH thì em đánh giá nó khá là tốt để anh chị em ta có thể là quan tâm được anh chị ạ. Đấy, con TCH hay là con cổ phiếu con DIG. Đấy, thì bất động sản thì em cũng có chỉ báo anh chị trong cái dung khách hàng của em là mua cổ phiếu TCH thôi. Đấy, còn con chẳng mua cổ phiếu nào trong bất động sản bởi vì em thấy mỗi con đó là khỏe nhất thôi. Còn bất động sản thì chúng ta vẫn nhìn thấy được có nhiều cái mã cổ phiếu khác nó vẫn đang giữ được kênh, nhưng mà chúng ta phải quan sát thêm cho em. Ví dụ như con cổ phiếu DG là con cổ phiếu mà anh chị em có thể là quan tâm được. Khi mà con DG nó đã có quá trình anh chị ạ. Đây là phiên đầu tiên phục hồi này. Được chưa? Đây là phiên thứ hai phục hồi rồi này. Thì đây là phiên thứ ba này. Nếu như tuần sau nó làm được câu chuyện như sau anh chị có thể mua cho em nhá. Anh chị nhìn cái quá trình đây, nó khá là giống cái quá trình đây. Đấy, nó khá là giống, sắp giống cái phiên đây chị. Đấy, tức là quá trình hồi phục đầu tiên này, hồi lần thứ hai này, test lần thứ ba này. Thì sang tuần tiếp theo ấy, nó sẽ có xu hướng thường sẽ có xu hướng là lấp lại cái gap nó được mở ra trước đó. Đấy, tức là con cổ phiếu con DG trước đây nó có một cái phiên mở gap đây chị nhá. Nó có một phiên mở gap đây. Đấy, nó có một phiên mở gap đây chị. Thì nó sẽ có cái xu hướng là sẽ lấp về gap này. Đấy, thì sang tuần tiếp theo anh chị ạ. Anh chị em mở cái hình thanh ba này, đấy, cái nến chị đã thấy được nó sẽ có một cái gap hơi nhỏ nhỏ đấy. Sẽ về đây lấp cái vùng ở đây. Đấy, thì đối với mã cổ phiếu DG hiện tại nó cũng đang có cái vận động là tương tự như vậy. Tức là nó có quá trình gì anh chị nhìn nhận. Có quá trình là test lần thứ nhất là hồi này, test lần thứ hai hồi này. Đấy, test lần thứ ba. Thì sang tuần tiếp theo nó chỉ cần có một cái phiên có thể là giảm sâu xuống một chút ở trong phiên về vùng giá khoảng 25.7 đây. Tức là nó gì? Đấy, ở vùng giá 26.7 đây. Nó lấp gap đó và sau đó đến cuối phiên nha chị nhá. Nó làm được câu chuyện như sau này. Rút chân tăng điểm lên bên trên cùng với cái vol thấp hơn trung bình hai phiên là tốt, càng tốt càng tốt. Thì anh chị em mua phiên đó cho em. Thì sau phiên đó thì có thể con này sẽ tăng rồi. Tăng ở cái phiên sau đó ấy, tức là tăng ở phiên giao dịch của ngày hôm thứ 6 đấy, thì khi đó trùng với cái vùng thoát đảo thị trường chúng ta khá là cao các chị nhá. Đấy, thì anh chị chú trong cổ phiếu DG đây. Nếu như sang tuần tiếp theo con DG làm được câu chuyện đấy, đầu phiên giảm lấp gáp vùng giá 26.7 26.8, cuối phiên rút chân anh chị có thể mua được và nó sẽ giống y như cái phiên đây chị nhá. Hãy chú cho em này, nó giống như cái phiên đây chị nhá. Đấy, sau một cái phiên tăng trần đây thì nó có phiên là giảm đỏ này, phiên sau giảm đỏ này, phiên sau có thể giảm đầu phiên cuối phiên rút chân này và gì sau đó có một cây nổi lên. Đấy, và nó sẽ có một nhịp sóng phía sau. Đấy, thì anh chị em ta phải làm sao? Hãy chú ý cái nhịp đó cho em nhá. Hãy chú ý cái phiên đó cho em. Đây là cái phiên mà chúng ta phải chú ý cho em nhá. Đấy, thì con DG có thể giống như này. Em muốn phân tích kỹ cho anh chị em ta để chúng ta sẽ gì? Chuẩn bị kịch bản cho mình nếu như có một trạng thái như vậy nhá. Đấy. Được chưa? Em phân tích rất kỹ cho anh chị em ta rồi đấy. Đấy, thì hãy quan sát cho em nhá. Sau tuần tiếp theo nó làm được câu chuyện đó thì là cơ hội anh chị em chúng ta. Hãy chú ý nhá. Đấy, giống như phiên đây này. Đấy, phiên đây và phiên đây. Được chưa? Đấy. Nó sẽ có thể về lên lớp gáp nhé, sau đó rút chân được lên là rất là tốt đấy. Thì anh chị em có thể thăm dò trước đây là khoảng 20-30%, sau đợi ngày hôm sau nó có một phiên gì vượt thoát ra khỏi vùng giá khoảng 28.7 đây thì anh chị em ta sẽ mua đủ cho em là ok nhá. Và sau khi nó vượt thoát ở đây thì chắc chắn anh chị nó sẽ không dừng lại đâu, sẽ tăng ngay lên bên trên này. Đấy, trước khi nó có quá trình nó chứng lại test gì đấy thì em không biết, nhưng kiểu gì nó sẽ tăng tiếp thêm một phiên nữa nhá. Đấy, thì anh chị em tài chú xem bất động sản.
Còn tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm ngành cổ phiếu mà em hay chia sẻ với anh chị em ta, nhưng ngày hôm nay để cuối cùng để anh chị em chúng ta làm sao gì đổi đi một cái những cái mã cổ phiếu chúng ta sẽ bị nhà một chút, đúng không ạ? Thì nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay nó bị giảm tương đối. Thì như em đầu chia sẻ với video của anh chị em ta ấy, là do cổ phiếu chứng khoán nó bị tác động bởi cái thông tin của hệ thống Calix, nó không được đi vào go live như dự kiến đúng không chị. Nhưng ngày hôm nay nó có một trạng thái là giảm điểm, em đánh giá là giảm điểm vốn thấp thì nó không vấn đề gì anh chị nhá. Đấy, ví dụ như con cổ phiếu con SD chị có thể thấy không ạ? Sau cái phiên nó có dòng tiền vào đây thì ngày hôm nay nó đơn giản nó chỉ rút lại cây đó thôi, và chị nhìn thấy quá trình rút của nó với cái vốn thấp ạ, và ngày hôm nay nó cũng chỉ là gì quay lại vào nó lấp cái gap đây anh chị này, anh chị chưa, nó có trình là lấp cái gap vùng giá khoảng 34.5 này, nhưng mà lấp chưa hoàn toàn đấy, thì có thể sang tuần tiếp theo nhá, mà con cổ phiếu SD nó tiếp tục nó giảm đầu phiên mà cuối phiên nó rút chân được tăng điểm trở lại đấy, anh chị nhớ cho em nhá, nó sẽ có một phiên này, hai phiên này, ba phiên này, thì sau đó rất dễ sẽ có một cái nhịp đánh tăng đây, anh chị nhìn thấy chưa. Đấy, SD là cái mã cổ phiếu đang có quá trình cân bằng ở đây rồi, cái vô này anh chị có thể nhìn thấy được nó đang thấp dần qua các phiên rồi anh chị ạ, cái vô đang thấp dần qua các phiên rồi, thế anh chị em ta hãy lưu ý cho em con cổ phiếu con SD có thể sang tuần nó sẽ có một cái vận động là gì, rũ bỏ lấp gáp vùng giá khoảng 34.5 ở đây, sau đó cái cuối phiên nó có thể rút chân tăng điểm trở lại thì rất là tốt, có thể nó chỉ cần rút chân cho em về cái ngưỡng tham chiếu thôi anh chị ạ, rút chân về ngưỡng tham chiếu thôi, và sau đó thì có thể nó sẽ có một nhịp đánh ở phía sau, bởi vì nó đang có quá trình làm test đấy anh chị, một này, hai này, vật tăng lên bên trên này, test này, vòng cung này, anh chị nhìn cái thế vòng cung chưa, anh chị nhìn cái hình vòng cung nó đây ở đây chưa, anh chị thấy cái thế bắt đầu vòng cung chưa? Đấy, sang tuần tiếp theo chỉ cần hơi xanh nhẹ đây cho em thôi cũng được. Đấy, nó tạo ra một thế vòng cung và sau đó rất dễ là sẽ đánh nhá. Đấy nên chị hãy chú ý xem. Và hiện tại các cổ phiếu như chứng khoán này, như con cổ phiếu con SD đang tạo ra một cái vùng, chúng ta gọi là vùng rút bỏ này, vùng spring. Đấy, nếu sau cái vùng spring đó mà nó bật tăng được thì rất dễ nó sẽ tăng mạnh nhá. Anh chị nhớ trong cái từ spring này. Đấy, tiếng Anh nó như là từ lò xo đấy anh chị nhá. Đấy, hay là có nghĩa là mùa xuân đấy, nhưng mà trong nghĩa đây chúng ta sẽ hiểu là cái điểm rút bỏ đấy, điểm spring nhá. Đó nên chị chú ra được chưa? Đấy em thấy nó vẫn khá là ổn đúng không ạ? VCI ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy được hiện tại nó vẫn đang có một quá trình cân bằng đây anh chị ạ. Nó đang cân bằng lại rồi anh chị. Nó đang cân bằng lại rồi. Và con cổ phiếu VCI nó chỉ cần làm sao vượt lên bên trên cái vùng nền tích lũy vùng giá khoảng 48.3 đây thôi là điểm chúng ta sẽ tham gia tiếp tục được cái mã cổ phiếu con VCI này nhá. Hiện tại nó có quá trình cân bằng này, một này, hai lần cân bằng này, ba lần này, ngày nay có quá trình làm về đây lấp gáp anh chị. Nó cố lấp gáp này nhưng mà không lấp được đúng không ạ? Nhưng nó chỉ cần tuần sau nó chỉ cần hơi lấp gáp tiếp này. Ở cuối phiên nó rút chân lên ấy, thì có thể sau đó sẽ bật tăng sẽ khá là cao nhá. Đấy thì chị hãy chú ý trong cổ phiếu VCI hay mã cổ phiếu của con FTS này. FTS chị có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay nó có cái vận động là gì? Giảm điểm với cái vol nó cao ở tầm trung hai phiên, tức là rút bỏ những cái người đây, chứ không phải đây phải một cái vol bị bán cao chị nhá. Nhưng cái thanh ba nó vẫn là thanh ba xanh, chứng tỏ là ở đây cái lực cầu tham gia rất là tốt, buổi sáng nó có một trạng thái giảm bỏ gạo. Đấy thì có thể sang tuần nó sẽ đạt một trạng thái sau như sau cho em là ok này. Đầu phiên có thể sẽ tục giảm và có thể sẽ lấp đi gap ở vùng giá khoảng 52.5 thôi. Và cuối phiên nó rút chân lên bên trên cho em thì rất dễ là cái phiên sau đó thị trường hay con cổ phiếu con FTS nó sẽ đánh lên bên trên anh chị nhá. Và đối với mã cổ phiếu của FTS ấy, mà nó chỉ cần vượt lên bên trên cái vùng giá khoảng 58 cho em thôi là thời điểm anh chị em tiếp tục mua gia tăng đối với mã cổ phiếu FTS cho em được. Anh chị có thể mua đến 30% trước rồi, đúng không? Anh chị đợi cho em vượt 58 mua gia tăng được chưa? Đấy, thế chị hãy chú cho em nhá. Tất nhiên là em chưa biết được 100% hay không, nhưng nó mà đạt được kịch bản đấy, đầu phiên giảm và cuối phiên rút chân là ok anh chị nhá. Đấy thì những cái mã cổ phiếu khác trong chứng khoán anh chị em ta cũng sẽ tương tự như vậy nhá. Đấy những cái mã cổ phiếu như vừa em chia sẻ với anh em chúng ta là SD đúng không ạ? Cũng phải đầu phiên giảm cuối phiên rút chân. FTS hay là con cổ phiếu MBS cũng như vậy chị nhá. MBS ngày hôm nay nó cũng có một trạng thái là test trở lại đây thôi. Cái vốn nó trong một trạng thái thấp thôi. Thì sang tuần nó chỉ cần bắt đầu vòng cung trở lại đây thôi anh chị ạ. Nó vòng cung được trở lại đây. Đấy thì có thể sau đó sẽ có cái nhịp đánh tương đối là cao anh chị nhá. Đấy, hiện tại thì chúng ta sẽ rất chờ đợi ở tuần sau, ở ngay thứ 6 tuần sau thôi là chúng ta có một phiên bùng nổ là tốt nhất nhá. Thì chúng ta sẽ chờ đợi là tuần sau nó cứ đầu phiên nó đầu thứ 6 nó cứ giảm nhẹ hoặc là đầu phiên nó giảm và cuối phiên nó rút chân nhẹ lên bên trên một chút là ok. Đấy, hay những cái mã cổ phiếu như HCM nó cũng đang như vậy chị nhá. Đấy nó cũng phải đang có một trạng thái là giảm này, test này, đấy đấy thứ hai này. Thì có phải nó chỉ cần vòng cung tuần sau vòng cung lên bên trên này đúng không ạ? Thì có phải là nó chỉ cần đánh cây đây là xong không ạ? Xác nhận xu hướng chưa? Đấy thì rất là chúng ta sẽ rất là chờ đợi điều đó tuần tiếp theo đối với tất cả các nhóm ngành thị trường. Và bây giờ chúng ta sẽ phải làm một việc cho em. Đó chính là anh chị em ta sẽ chuẩn bị vốn này. Anh chị em ta sẽ ngồi lên kế hoạch cho em. Ví dụ anh chị em ta sẽ viết ra giấy này, anh chị em ta định mua mã cổ phiếu này với bao nhiêu tiền, mã cổ phiếu kia với bao nhiêu tiền, và đến khi thị trường có tín hiệu xác nhận như vậy thì anh chị em ta chỉ cần gì lên tàu đúng những cái mã của anh chị đã lên kế hoạch cho em là xong, để chúng ta không bị động chị nhá. Bởi vì nếu như nó xảy ra những cái phiên bùng nổ ấy, nó sẽ kéo rất là nhanh. Nhưng phải nhớ cho em nhá, phải chú cho em con số 7 nhá, nhớ cho em cái con số 7 được chưa? Con số 7 nhá. Đấy, con số 7 vì sao thì anh chị đã được em vừa chia sẻ với anh chị em chúng ta rồi, để chúng ta sẽ chú ý nếu như đi ngang quá lâu thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ không sẽ có những rủi ro đấy. Nhưng mà em nhìn vào bối cảnh hiện tại, nhìn các nhóm ngành nó đang đẹp như này thì em đang không hiểu là thị trường nó sẽ rút ra sao, bởi vì trong một cái thị trường mà đang có sắp có nhịp giảm mạnh ấy, thì em không thấy được một cổ phiếu nào nó vượt đỉnh như con cổ phiếu của FPT đấy.
nó giống như con cổ phiếu DG trước đây anh chị. Đấy, con FPT vượt đỉnh anh chị, con cổ phiếu FLT cũng đang vượt đỉnh. Đấy thì trong một cái thị trường mà chuẩn bị có nhịp sập mạnh thì cái điều đó nó xảy ra cũng khá là hiếm hoi. Đấy thì em đang hy vọng thị trường sẽ đi theo kiểu tích cực, tức là con cổ phiếu của FLT hay là con cổ phiếu của con FPT đang là những cái mã cổ phiếu làm mẫu cho những cái mã cổ phiếu khác tạo ra cái form gãy nền dũng và sẽ tăng lên. Thì những cái mã cổ phiếu khác hy vọng nó cũng tạo ra gãy nền dũng, chẳng hạn như con SI đúng không ạ? Nó đang ở cái vùng này anh chị, vùng bên dưới thì nó đang giống như con cổ phiếu FPT đang ở đây chị. Nó giống như con cổ phiếu FPT đang ở đây này. Hay con cổ phiếu của FLT này, nó giống như cái con cổ phiếu của F đấy, SI đang ở đây này. Đấy đúng không ạ? HCM nó cũng giống như con cổ phiếu FLT đấy. Tức là đang có cái vùng bên dưới, nó chưa bứt thoát lên, nhưng mà những cái mã cổ phiếu như FPT, FLT đã làm được câu chuyện trước đó rồi. Hay mã cổ phiếu DGC là mã cổ phiếu tiếp theo, nó làm được cái câu chuyện là nó gì? Nó tạo ra một vùng cân bằng bên dưới, nó đã bứt thoát lên bên trên rồi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau kỳ vọng vào thị trường tuần sau sẽ là tuần tích cực nhá. Đúng không? Chúng ta bây giờ đang đánh chứng thì chúng ta phải hy vọng vào điều tích cực, chứ chúng ta không phải ngày nào chúng ta mong thị trường sập. Thị trường sập thì là sau chúng ta có tiền được. Anh chị nhá. Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng và đi cái tỷ trọng quan nhất, nó trọng nhất đấy. Trong quá trình đầu tư đó chính là cái việc chúng ta đi vốn ra sao anh chị ạ. Nhá, thì đó cái chia sẻ của em trong video ngày hôm nay. Thì chúc anh chị em chúng ta sẽ có cái những cái ngày nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui và an toàn anh chị ạ. Và anh chị em chúng ta nếu như thấy phương pháp đầu tư của em và anh chị em chúng ta phù hợp với nhau thì anh chị có thể là liên hệ ngay tham gia vào Zoom khách hàng của em, để trong tuần tới khi thị trường đạt những cái điểm mua, đạt một trạng thái tích cực thì em sẽ báo anh chị em chúng ta tham gia sớm nhất, để làm sao anh chị em ta sẽ đón được con sóng này mà chúng ta không bỏ lỡ anh chị nhá. Nó chỉ có trong một khoảnh khắc, trong một phiên hai phiên là điểm mua an toàn thôi. Thì chúng ta làm sao ra sẽ đồng hành với nhau sớm, thì em hứa với anh chị em ta là nếu như đạt được điều kiện tốt thì em sẽ báo anh chị em ta sớm nhất, để chúng ta không bị lỡ những điểm mua anh chị ạ. Đấy thì chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán TCBS anh chị cái này đi của em, và chị có thể tham gia theo hình thức là hội viên thu phí anh chị nhá. Nhá, và anh chị em chúng ta có thể tham gia vào Zoom cộng đồng của em. Thì em có đặt hai cái đường link dùng đồng, một em để bên dưới cái phần mô tả video đây, hai em để bên dưới cái phần bình luận của video ghi đầu tiên đấy, thì chị hãy tham gia vào đó. Thì trong đó em sẽ hỗ trợ để giải đáp những cái mã cổ phiếu cho anh chị em chúng ta này, chia sẻ những cơ hội đầu tư cũng như là chia sẻ một cái xuống thị trường để anh chị em cho biết được thời điểm nào chị có thể tham gia được. Nhưng mà để những cái chi tiết về điểm mua điểm bán của những cái mã cổ phiếu thì chị tham gia vào Zoom khách hàng của em anh chị nhá. Và anh chị em ta đã xem video của em tới điểm hiện tại rồi thì rất mong anh chị em ta hoan hỉ bằng việc anh chị like video cho những chia sẻ của em, cũng như anh chị em ta ấn vào phần đăng ký kênh. Đó là những cái hoàn toàn miễn phí thôi, nhưng nó là những cái động lực để em có thể làm những việc tốt hơn với anh chị em chúng ta. Cảm ơn chị và chúc anh chị em chúng ta có những ngày nghỉ thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo.